cái môi trường nào ấy mà không có thực hành tu tập về các cái pháp thiền trị quán, thì những cái người sống ở trong cái môi trường đấy không chế ngự được những cái triền phược này, những cái nội triền phược này, thì tâm bị ấy có tham dục nhưng tham dục ấy không được đối trị, tâm bị ấy có những cái sân hận ấy không được đoạn trừ, có trạo tử, có hoài nghi, có trạo hối, có hôn trầm tụy miên, những cái triền phược ấy ở trong nội tâm không có thuốc chữa, không có cái sự khống chế, cho nên nó chỉ có tăng trưởng lên chứ nó không có được diệt trừ đi. Chính vì cái nội tâm có nhiều triền phược ấy mà sống với nhau thì nó sinh ra những sự bất hòa, sinh ra những cái sự mâu thuẫn, sinh ra những cái sự đấu đá, cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau. Bởi vì các cái vị tỳ kheo ở cái xứ Kosavi này là những cái vị còn mới xuất gia, chưa chuyên tâm về những cái pháp thiền trì quán mà đang chuyên tâm về những cái pháp học. Vị thì học kinh suốt ngày, tụng kinh, vị thì học về luật suốt ngày, nghiên cứu về giới luật, chuyên đi soi mói người khác, xem người khác có cái lỗi gì thì đi chỉ trích chê bai. Và các vị ấy chưa hướng vào trong nội tâm để đoạn trừ những cái tham dục sân hận ở trong lòng mình, cho nên là các vị ấy mới thích cãi nhau, chửi nhau, mâu thuẫn với nhau như thế. Chứ nếu như tất cả các vị ấy mà hướng về cái đời sống tu tập, đi đến gốc cây ngôi nhà trống, sống độc cư an tịnh, không có nhòm ngó nỗi của người khác, mà chỉ nhòm vào, nhìn vào trong cái nội tâm của mình xem còn có cái phiền não gì chưa được đoạn trừ, thì hãy đoạn trừ nó đi. Khi mà vị ấy thấy một cái tâm sân nó khởi lên, vị ấy cảm thấy xấu hổ, cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy ghê sợ, và vị ấy phải cố gắng đoạn trừ nó. Khi thấy một cái tâm tham, một cái tâm trạo hối hoài nghi, một cái tâm phóng dật nó khởi lên thôi, vị ấy đã cảm thấy hổ thẹn rồi, đã cảm thấy ghê sợ rồi, đã phải tìm cách khống chế nó, dập bỏ nó, đoạn trừ nó đi rồi, thì nó không còn thể bộc phát ra thành cái lời nói, không thể bộc phát ra thành những cái hành động ở bên ngoài nữa. Vì vậy cho nên là cái môi trường nào mà có cái đời sống độc cư an tịnh, viễn ly, có cái sự thực hành các cái pháp thiền tĩnh chỉ, có thực hành các cái pháp thiền tuệ quán, thì cái môi trường ấy, những cái người ở đấy sẽ ít mồm, ít miệng, ít năng xăng, ít phóng dật, ít mâu thuẫn với nhau, ít cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau. Còn những cái môi trường vì không có sự thực hành như vậy, không tôn trọng cái đời sống độc cư viễn ly, không tôn trọng cái sự an tịnh thực hành chỉ quán như vậy, thì các vị ấy mới đi nhòm ngó những cái nỗi nầm của nhau, thích đi bới móc những nỗi nầm của nhau, thích đi chỉ trích nhau, hạ thấp nhau xuống để tăng cái bản ngã của mình lên. Đó là cái nguyên nhân khiến cho những cái chú xứ, khiến cho những cái tập thể ở những cái nơi nào mà có cái sự cộng chú đông người hay có cái mâu thuẫn lẫn nhau, là vì những cái môi trường ấy không có thực hành những cái pháp thiền tịnh chỉ. Thì đây là một cái chi kiến, từ một cái chi kiến ấy, khi mà nội tâm được nắng dịu những cái triền cái này, thì các vị ấy sẽ tuệ quán, tuệ chi ra được các sự thật. Và tức là những cái vị Đức Phật nói rằng đó là chi kiến thứ nhất, thuộc bậc thánh siêu thế mà phàm phu không thể cộng chứng. Thì bởi vì một cái vị có đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, có tư duy thuyền quán, có nhìn vào các cái nội triền phược của mình, thấy xấu hổ ghê sợ với nội triền ấy, cho nên vị ấy ni dục, ni bất thiện pháp, chứng vào an trú sơ thiền. Rồi vị ấy nên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là vị ấy có thể chứng và trú các cái tầng thiền. Rồi vị ấy có thể như thật tuệ quán đây là khổ, tức là thấy rõ được cái sắc thân này, nó sinh diệt, nó là vô thường khổ vô ngã, thấy được cái thọ tưởng hành thức, thấy được cái tâm này là khổ, đây là các nhân sinh ra khổ, tức là các cái phiền não, cái tham ái, cái vô minh, cái chấp thủ này, đây là sự diệt khổ, đây là cái sự vô thường khổ vô ngã của nó, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Và vị ấy giác ngộ ra được bốn sự thật nhờ cái nội tâm của vị ấy không có các cái triền phược, không có các cái triền cái, không có tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, trạng hối, hoài nghi ấy. Cho nên vị ấy đạt được cái nội tâm thanh tịnh, định tĩnh như vậy, cho nên vị ấy mới tuệ chi thấy ra được các sự thật. Vị ấy mới giác ngộ ra được các sự thật như thế. Thì đó được gọi là cái chí thứ nhất.
Vậy thì cho nên mới nói rằng là kiến kiến hòa đấy, trong cái này là cái giải rộng ra của sáu cái lục hòa, gọi là kiến hòa đấy. Kiến hòa là gì? Là cái này này, mà cái này là cái thứ nhất trong cái kiến hòa đó, đó là vị ấy có được cái trí tuệ, không có triển cái, có được cái trí tuệ thấy ra được cái sự thật về khổ, thấy ra được cái nguyên nhân sinh ra khổ, thấy ra được sự diệt khổ và thấy ra được cái con đường đưa đến diệt khổ. Đấy là cái trí thứ nhất đó, gọi là thấy được các sự thật đấy. Rồi đến cái trí thứ hai, cái trí kiến, cái ý, cái nghĩa thứ hai của cái kiến hòa này, thì Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: trong khi ta thực tập tu tập luyện tập nhiều lần trí kiến này, ta tự đạt được tịnh chỉ, ta tự đạt được tịnh chỉ. Và này, và vị này biết rõ như sau: trong khi ta tu tập nhiều lần chi kiến này, ta đạt được tịnh chỉ, tịnh chỉ, ta đạt được tịnh chỉ. Đó là chi kiến thứ hai. Vị này chứng được thuộc bậc thánh siêu thế mà phàm phu không thể cộng chứng. Thì do cái sự tu tập và nhận biết các cái pháp về khổ, về các cái pháp, các cái sự thật đấy, hay là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, hay là khổ, cái nguyên nhân sinh ra khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ, đấy là các sự thật. Do tri kiến nhiều lần như vậy, vị ấy đạt được tịch chỉ. Tịch chỉ tức là đoạn trừ được các cái phiền não, mà phiền não nào đã được đoạn trừ rồi thì nó như cây tana bị chặt đứt đầu, không thể tái sinh khởi ở trong tương lai. Vị ấy biết rõ như vậy, nhờ cái tri kiến ấy, nhờ cái trí tuệ quan sát để thấy các sự thật ấy mà các phiền não được tịch chỉ, như là tà kiến, ảo tưởng, cái vô minh ấy nó đã được tịch chỉ, nó không bao giờ sinh khởi nên nữa. Cái tham dục ấy nó được tịch chỉ, cái sân hận ấy nó được tịch chỉ, cái ngã mạn ấy nó được tịch chỉ, cái vô minh ấy nó được tịch chỉ, nó không bao giờ sinh khởi lại nữa. Năm luân thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử, những cái gì nó tịch chỉ nó không sinh lại nữa. Thì đấy là cái chi kiến đấy, cái đấy là cái chi kiến, nó thành tựu như vậy, gọi là cái chi kiến thứ hai thuộc bậc thánh siêu thế mà nó không thể có ở phàm phu. Vậy thì thành tựu được cái pháp ấy đấy, là thành tựu những cái đức tánh của một cái bậc thánh nhân siêu thế giải thoát. Rồi Đức Phật giải tiếp: lại nữa này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: chi kiến như ta đã thành tựu, có thể có một sa môn bà la môn nào ngoài tổ chức này thành tựu chi kiến như vậy không? Vị ấy hiểu rõ như sau: chi kiến thành tựu này không thể có một sa môn bà la môn nào khác ngoài tổ chức này thành tựu được chi kiến như vậy. Đó là trí thứ ba mà vị này chứng được thuộc bậc thánh siêu thế mà phàm phu không thể cộng chứng. Cái trí này ấy, là cái trí khi mà một cái vị thành tựu được một cái chi kiến, hay là thành tựu được cái trí tuệ giác ngộ, vị ấy cũng sẽ giác ngộ ra được cái con đường nào sẽ đi đến cái sự giác ngộ này, con đường nào không đi đến sự giác ngộ này. Cho nên vị ấy biết rằng là trong các cái hàng sa môn và các cái vị bà la môn của các cái ngoại đạo khác, người ta tu tập theo những cái giáo pháp khác, nó không thể thành tựu được cái chi kiến này, nó không thể thành tựu được cái trí tuệ giác ngộ này, mà chỉ có cái giáo pháp này, cái giáo pháp, cái con đường này, đạo lộ này, nó mới đi đến cái sự giác ngộ này. Vậy khi đã thành tựu được cái chi kiến ấy rồi thì vị ấy sẽ biết tất cả những cái pháp môn khác ở trên đời, đâu là chánh, đâu là tà. Vì ấy biết được cái pháp môn này là chánh, là tà, hay là vì ấy sẽ biết được những cái người nào sẽ là những cái người có thành tựu cái pháp môn này và những người nào không thành tựu, thành tựu thật hay thành tựu giả. Đấy là trong thời Đức Phật thì những cái vị ấy sau khi thành tựu được những chi kiến rồi thì vị ấy sẽ biết những cái ngoại đạo khác không thể thành tựu được những chi kiến ấy, bởi vì những tư tưởng, những cái giáo điều, những cái cách tu luyện, những cách tu tập của các vị ấy không thể nào diệt trừ được những ô nhiễm, những cái phiền não ấy, không thể giác ngộ được chân lý các cái sự thật này, mà chỉ có cái giáo pháp của Đức Phật giảng dạy, vì cái pháp ấy mới có thể thấy ra được những cái pháp chân đế, mới có thể thấy ra được các cái sự thật, mới có thể đoạn trừ được những cái ô nhiễm phiền não, chứ ở ngoại đạo khác không thể có được. Vậy sau này thì khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi sẽ có rất là nhiều những cái kinh điển ngụy tạo, những cái ngoại đạo người ta trà trộn rất là nhiều những cái pháp môn, hay là
Khi mà truyền giáo đi những cái vùng miền, những cái nơi khác nhau, rồi trong rất là nhiều những nơi tiếp thu những cái tín ngưỡng bản địa, những tín ngưỡng dân gian, những cái tà pháp ở thế gian, những cái pháp mà nó phát sinh ra từ những cái vị ảo tưởng mê lầm sau này, những cái chi kiến sai trái sau này cũng đã được bổ sung vào. Và rất nhiều người người ta cũng ngộ nhận, người ta cho rằng đó là pháp của Phật, đó là lời của Phật. Nhưng mà những cái người không thành tựu được chi kiến, không thấy ra được các sự thật, sẽ không nhận diện ra được đâu là cái pháp của Phật thật, đâu không phải là cái pháp của Phật thật, đâu là cái kinh thật, đâu là kinh giả tạo, đâu là kinh ngụy tạo, đâu là cái pháp môn của Phật đã thuyết giảng, đã giảng dạy, đã đi đến giác ngộ, đâu là cái pháp môn không phải của Phật giảng dạy mà về sau này người ta bịa ra, người ta tưởng tượng ra, người ta đặt ra, rồi người ta cũng cho rằng Phật dạy. Rồi đâu là những cái thành tựu, những cái quả chứng, những cái sự giác ngộ mà nó tương ứng, nó phù hợp đúng với cái pháp của Phật, đâu là cái pháp mà người ta cũng nói là có cái sự có cái sự giác ngộ, có cái sự đại ngộ, có cái sự chứng ngộ, nhưng cái sự chứng ngộ ấy nó là sự chứng ngộ ảo tưởng, nó là cái sự chứng ngộ mê lầm, nó là cái sự chứng ngộ không thật sự đúng với cái pháp chứng ngộ thật của Đức Phật. Thì những cái người chưa thành tựu được cái chi kiến ấy, chưa thấy được các sự thật, sẽ không phân tích, không phân biệt ra được, nên vẫn có những cái niềm tin sai lầm, vẫn có cái sự ngộ nhận, vẫn đang tôn thờ, vẫn đang học tập, vẫn đang thực hành những cái pháp ấy, những cái tà pháp ấy. Mà càng về sau này những người chứng ngộ những cái pháp chân thật càng ít đi, cho nên là những cái pháp không đúng với sự thật ấy sẽ càng lan truyền nhiều, càng phát triển nhiều, càng nhiều người tin tưởng, càng nhiều người thực hành theo. Nhưng đối với một cái vị đã giác ngộ được thì vị ấy sẽ thành sẽ thấy là được đúng cái pháp nào đi đến giác ngộ, pháp nào không đi đến giác ngộ. Cái vậy cho nên Đức Phật mới nói vị ấy thành tựu được chi kiến rồi, vị ấy sẽ thấy ra được cái sự thành tựu ấy có ở các sa môn bà la môn ở ngoài cái pháp này không. Nếu như một cái vị nào còn nói rằng cái pháp cái đạo nào chả tốt, đạo nào cũng đi đến cái sự như nhau, thì cái người đấy không hề có chi kiến. Đúng là cái tốt ở cái pháp thế gian thì nó giống nhau, nhưng mà cái tốt của cái pháp đi đến suốt thế gian, thuộc về siêu thế, thuộc về cái bậc thánh thì nó khác. Vậy vị ấy biết được cái pháp nào mới đi đến siêu thế, pháp nào mới đi đến cái sự giác ngộ, pháp nào mới thành tựu ở một cái bậc thánh nhân mà những cái phàm phu không thể có được. Đấy là một cái chi kiến thứ ba, một cái chi kiến của một cái vị có thành tựu chi kiến, vị ấy mới thật sự biết được đâu là chánh, đâu là tà, và vị ấy mới hoàn toàn thoát ra được những cái tà kiến, những cái tà pháp ở trên cuộc đời. Còn một cái vị chưa thành tựu được cái pháp ấy thì vị ấy chưa thể nhận diện, phân biệt được đâu là chánh, đâu là tà kiến, đâu là tà pháp. Hay là có một cái vị tu tập một cái pháp chưa thành tựu, vị ấy tuyên bố là mình đã thành tựu cái gì, nhưng mà một cái người chưa thành tựu chi kiến cũng không thể biết được vị ấy có thành tựu thật hay không. Còn một cái vị có thành tựu chi kiến thật thì vị ấy sẽ biết thật rằng là cái sự thành tựu ấy là đúng hay là không đúng. Thì đấy là gọi là cái chi kiến thứ ba. Rồi cái chi kiến thứ tư thì Đức Phật dạy lại nữa: này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau, pháp này một vị chứng được chi kiến thành tựu pháp tánh như vậy, ta có thành tựu không? Và các tỳ kheo, pháp tánh ấy gọi là một vị chứng được chi kiến thành tựu. Ở đây pháp tánh này các tỳ kheo có một vị chứng chi kiến thành tựu, bất cứ giới tội nào vị này vi phạm, giới tội ấy liền được suốt tội, vị này lập tức phát nộ, tỏ bày trình bày trước bậc đạo sư hay các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi phát nộ, tỏ bài trình bày, vị ấy phòng hộ giữ gìn trong tương lai. Này các tỳ kheo, ví như một đứa trẻ ngây thơ nằm ngửa, lập tức rút tay chân ra của nó ra khỏi cái đống than đỏ. Cũng vậy, này các tỳ kheo, đây là pháp tánh mà một vị chứng được chi kiến thành tựu, đó được gọi là trí thứ tư. Thì cái trí thứ tư này là một cái trí này, nếu như một cái vị đấy là một người có trí chi kiến rồi
là một cái vị hữu học thì vẫn còn lỗi lầm, không phải không còn lỗi lầm. Nếu như vị ấy là một vị hữu học, vị ấy vẫn có khi phạm những cái giới tội, nhưng cái điều khác là vị ấy không che giấu những tội lỗi của mình. Nếu như vị ấy có phạm một cái điều gì đó, vị ấy sẽ sám hối với bậc đạo sư hoặc những vị có trí, và vị ấy sẽ không bao giờ phạm cái giới đấy ở lần thứ hai nữa. Vị đấy không phạm cái lỗi lầm đó ở lần thứ hai nữa. Nếu như vị ấy có vô tình hay cố ý phạm một cái lỗi, thì vị ấy có một cái sự hổ thẹn lớn, có một cái sự ghê sợ lớn, có một cái sự ngăn ngừa lớn, có một cái sự tránh né lớn, và không bao giờ vị ấy lặp lại cái sai lầm đó nữa. Vị ấy có thể phạm sai lầm một lần chứ không bao giờ phạm sai lầm liên tiếp nhiều lần. Thì đấy là ở một cái vị có sự chi kiến thành tựu, là vị ấy không có che giấu tội lỗi của mình, không có ngấm ngầm làm những cái việc lỗi lầm ấy, mà vị ấy sẽ từ bỏ, sẽ tránh xa những lỗi lầm ấy, hối sám hối những lỗi lầm ấy, không để phạm những lỗi lầm ấy cái nhiều lần. Thì đó là cái chi kiến thứ tư. Rồi cái chi kiến thứ năm, lại nữa này: các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau, pháp tánh một vị chứng được chi kiến thành tựu, pháp thánh có thành tựu nơi ta hay không? Này các tỳ kheo, pháp tánh ấy là gì? Và đó là cái pháp tánh này, bất luận một cái việc gì cần phải làm, giàu lớn hay nhỏ, để giúp các vị đồng phạm hạnh, vị này nỗ lực thực hiện nhưng vẫn tha thiết hướng đến tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Này các tỳ kheo, ví như con bò có các con nghé, khi đang nhổ ăn cỏ nó vẫn coi chừng những con nghé con. Đấy là cái chi kiến thứ năm. Ví dụ một cái vị ấy đã thành tựu các chi kiến rồi, vị ấy sẽ không trở thành một cái người lười biếng, vị ấy sẽ không trở thành một cái người sống ích kỷ, vị ấy sẽ không trở thành một cái người chỉ có biết quan tâm đến bản thân mình. Vị ấy vẫn làm những cái công việc chung của mọi người, vị ấy vẫn tha thiết, vẫn hết sức giúp đỡ cho mọi người khác. Vì vậy những cái việc gì đem lại cái lợi ích cho cái cộng đồng, cho tập thể, cho mọi người, vị ấy vẫn làm. Nhưng vị ấy vẫn không chấp trước vào những cái việc làm ấy, không, nếu như có làm được cái việc gì, có cái sự thành công, có cái sự thành tựu, có cái sự lợi ích hay được cái sự tán thán khen ngợi của người khác, không bao giờ vị ấy có cái sự hãnh diện, không bao giờ có cái sự ngã mạn, không bao giờ có cái sự chấp trước vào cái việc làm ấy, coi cái việc làm ấy nó rất bình thường. Nhưng cái mà điều mà vị ấy thận trọng và luôn luôn hướng đến, vị ấy luôn luôn coi trọng nhất, đó là tăng thượng giới học, tăng thượng định học và tăng thượng tuệ học. Tức là vị ấy sẽ dù làm cái việc gì thì làm không bao giờ bị dính mắc vào cái việc làm ấy, nhưng vị ấy không bao giờ bỏ giới, bỏ định và bỏ tuệ. Dù vị ấy có thể làm rất nhiều việc, bận rộn rất nhiều, nhưng mà vị ấy không vì cái việc làm ấy mà phạm giới, vị ấy không vì bận rộn ấy mà bỏ thực hành thiền chỉ, và không vì cái việc làm ấy mà bỏ thực hành thiền quán. Vậy thì nếu như một cái vị nào nói rằng tôi đã tu tập xong rồi, bây giờ tôi không cần phải thực hành nữa, tôi sẽ làm những cái việc này việc kia, và vị ấy bỏ giới, bỏ cái sự thực hành giới, bỏ cái sự thực hành về tăng thượng định, tức là thực hành thiền chỉ, bỏ thực hành thiền quán, thì đó là một cái tư tưởng, một cái tâm lý, ý thức của một cái phàm phu, chứ không phải là một cái người đã giác ngộ, một cái vị giác ngộ. Dẫu vị ấy vẫn sẵn sàng làm tất cả những gì cần làm, nhưng vị ấy không bao giờ rời khỏi cái việc tu tập giới cho nó thanh tịnh, tu tập nội tâm, không bao giờ bỏ một ngày nào để không hành thực hành thiền chỉ và thiền quán. Với vị ấy thì cái tài sản, cái quý báu, cái giá trị nhất chính là giới định tuệ, chứ còn mọi cái khác nó chỉ là những cái vỏ ở bên ngoài, không hề quan trọng. Nó chỉ là cái lợi ích cho người khác, còn lợi ích cho bản thân mình chính là giới định tuệ. Thì dù nợ nhiều bao nhiêu cũng không quên phần tự nợ. Dù vị ấy có làm nợ nặng cho người khác bao nhiêu, nhưng vị ấy không bao giờ bỏ cái lợi ích của bản thân mình. Đạt được thắng trí nhờ tự nợ, và Đức Phật khuyên là hãy chuyên tâm nợ mình. Là nếu cái người nào nợ mình ấy, đó chính là giữ giới, hành thiền chỉ và thành quán. Đấy là cái lợi ích lớn nhất cho bản thân mình, mà không có cái lợi ích nào có thể so sánh được. Đấy là một cái chi kiến thứ 6. Và một cái chi kiến thứ 7. Lại nữa này, các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ, sức mạnh mà một vị chứng được chi kiến thành tựu, sức mạnh ấy có thành tựu nơi ta hay không?
Này các tỳ kheo, sức mạnh ấy là gì? Đó là sự lắng tai nghe pháp. Vị ấy chuyên chú trong khi pháp được pháp và luật do Như Lai thuyết giảng giảng dạy, sau khi chú tâm chú ý chuyên tú toàn tâm toàn trí, vị ấy lắng tai nghe pháp. Vị này biết rõ như sau: sức mạnh mà một vị chứng được chi kiến thành tựu, sức mạnh ấy có thành tựu nơi ta. Như vậy là chi kiến thứ sáu mà vị ấy chứng được. Đối với một cái vị mà có sự tu tập giác ngộ rồi, vị ấy không bao giờ nói rằng tôi đã giác ngộ rồi, tôi không cần nghe pháp nữa, tôi không cần học pháp nữa, tôi có đủ nhiều trí tuệ lắm rồi. Không bao giờ có chuyện đấy. Mà một cái vị giác ngộ có cái sự chi kiến thành tựu, được chi kiến rồi, thì cái tâm lý, cái ý thức tôn trọng pháp, học tập pháp nó lại mạnh lên chứ nó không yếu đi. Tức là vị ấy lại càng tha thiết học pháp, cho dù không có học với không có theo một cái trường lớp nào thì vị ấy cũng phải nỗ lực tự học. Vị ấy coi cái việc nghe pháp, cái việc trau dồi pháp, cái việc học hỏi pháp như đói được ăn, như khát được uống vậy. Vị ấy luôn luôn trau dồi, không bao giờ chán nản cả. Nếu như giáo pháp, chánh pháp được thuyết giảng bởi bậc đạo sư hay là bởi những cái bậc trưởng lão có trí tuệ, thì vị ấy sẽ chú tâm, sẽ lắng tâm, sẽ trân trọng, sẽ lắng nghe cái pháp ấy với cái sự tha thiết, với cái sự nhiệt tình, với cái sự tận tâm nhất, chứ không bao giờ vị ấy lười biếng trong cái sự trau dồi và phát triển về cái sự nghe pháp này. Đối với vị ấy thì nghe pháp là một cái món ăn tinh thần không thể thiếu được, như khát cần phải uống, như đói cần phải ăn vậy. Vậy thì cái vị ấy giác ngộ rồi, vị ấy không bao giờ coi thường cái việc học pháp, không bao giờ coi thường cái việc nghe pháp. Đó là cái chi kiến thứ sáu. Và có chi kiến thứ bảy lại nữa: này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau, sức mạnh một vị chứng được chi kiến thành tựu, sức mạnh ấy có thành tựu nơi ta hay không? Sức mạnh ấy là gì? Đó là trong khi pháp và luật do Như Lai thuyết giảng được giảng dạy, vị này chứng được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng được hân hoan tương ứng với pháp. Vị này biết rõ như sau, sức mạnh mà một vị chứng được chi kiến thành tựu, sức mạnh ấy có ta có thành tựu. Như vậy là trí thứ bảy, vị này chứng được thuộc bậc thánh siêu thế mà phàm phu không thể cộng chứng. Đây là một cái chi kiến của một cái người thành tựu được cái trí tuệ, thành tựu được trí tuệ giác ngộ. Đó là vị ấy nghe pháp và vị ấy liễu chi pháp, thấu hiểu pháp. Đó là vị ấy thành tựu được pháp tín thọ và nghĩa tín thọ. Tức là vị ấy pháp tín thọ ở đây là vị ấy thấu hiểu về nhân, và nghĩa tín thọ ở đây là vị ấy thấu hiểu về quả. Tức là cái vị mà thành tựu cái trí tuệ giác ngộ ấy, thành tựu được cái chi kiến ấy, thì trong tư tưởng của vị ấy, trong tư duy của vị ấy, trong suy nghĩ của vị ấy, trong sự nhìn nhận của vị ấy, nó có cái sự thấu đạt về cái pháp duyên khởi, về cái pháp nhân duyên. Vị ấy luôn luôn nhìn mọi thứ, mọi vạn vật trên cuộc đời này bằng cái lý nhân duyên, bằng cái lý nhân quả. Do cái này có, cái kia có, do cái này sinh, cái kia sinh, do cái này không có, cái kia không có, do cái này diệt, cái kia diệt. Vị ấy biết được là những cái hành động tốt này nó phát sinh ra từ cái tham, từ cái sân, từ cái si này, đây sẽ là nhân của những cái khổ đau, của những cái bất hạnh ở trong tương lai. Còn những cái hành động nó phát sinh ra từ cái vô tham, từ cái vô sân, từ cái vô si, nó từ cái thiện tâm hợp trí tuệ này, nó sẽ là nhân của những cái hạnh phúc, của cái an vui, của những cái sự giải thoát ở trong tương lai. Đó là vì ấy thành tựu được pháp tín thọ rồi. Vì ấy luôn luôn biết được rằng là những cái khổ thọ, lạc thọ hay bất khổ bất lạc thọ ở hiện tại này, nó là quả của những cái nhân tương ứng của nó, tốt xấu của nó ở trong quá khứ. Vị ấy thấy một cái chúng sinh khổ đau, vị ấy biết được đây là quả của những cái nghiệp bất thiện. Vị ấy thấy cái sự an vui ở mình hay ở người khác, vị ấy biết được đây là quả của những cái nghiệp này đã tạo. Vị ấy biết rõ về nhân, về quả ngay trong cái tư tưởng, một cái tâm khởi lên. Vì ấy biết rõ là đây là tham, đây là sân, đây là si, đây là nhân của những cái hành động bất thiện.
và nó sẽ để lại những nghiệp bất thiện, để lại những quả báo khổ đau. Và khi nó khởi lên một cái tư tưởng vô tham, vô sân, vô si, một cái trí tuệ, một cái giác ngộ nó khởi lên, vì ấy cũng biết được đây sẽ là nhân của những cái hành động thiện này, để lại cái quả báo an vui ở trong tương lai. Vậy thì đấy là vị ấy thành tựu được pháp tín thọ, thành tựu được nghĩa tín thọ, thành tựu được cái sự hân hoan liên hệ đến pháp. Vì vị ấy có chi kiến như vậy, cho nên là những cái ảo tưởng, những cái tham ái, những cái vô minh, những cái sân hận nó không khởi lên. Cho nên vị ấy luôn luôn có được cái sự an vui, có được cái sự tự tại, có được cái sự vô nhiễm, có được cái sự bất động. Vì vậy cho nên vị ấy sống ở đâu, ở môi trường nào, vị ấy cũng sẽ không mâu thuẫn với ai, không đối đầu với ai, không ác ý với ai, không có tranh luận, không cạnh tranh, đấu tranh, luận tranh với ai. Như vậy thì chỉ có những cái môi trường của những cái người có nhiều triền cái, không được tu tập, không đoạn trừ, thì cái môi trường ấy mới sinh ra cái mâu thuẫn, mới sinh ra đấu tranh, luận tranh, cạnh tranh, sinh ra cái sự bất hòa với nhau, đưa đến cái sự tương tàn, tương sát nhau. Còn ở cái môi trường nào mà luôn luôn hướng đến cái sự thành tựu trí tuệ, hướng đến sự phát triển trí tuệ, hướng đến cái sự tu tập để đạt đến cái sự giác ngộ này, thì cái môi trường ấy sẽ không có cái sự bất hòa, không có cái sự đấu tranh, luận tranh, cạnh tranh, tương tàn, tương sát nhau, mà chỉ có cái từ ái nó được lan tỏa với nhau, được phát triển. Và cái vị ấy sống ở đâu cũng sẽ có cái lòng từ đối với các cái vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng, nên vị ấy không bao giờ có cái sự cạnh tranh, luận tranh với ai. Là như vậy này, các tỳ kheo, pháp tánh được khéo an trú đối với vị thánh đệ tử, thành tựu bảy chi pháp để chứng được quả dự niu. Như vậy này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu bảy chi pháp này, tức là đã thành tựu dự niu quả. Muốn nói là một cái vị đấy thành tựu được cái bậc giác ngộ thấp nhất là cái quả vị dự niu, cũng sẽ có đầy đủ cái bảy cái đức tánh này, bảy cái đức tánh của một vị đã dự vào cái hàng siêu thế, không còn là một cái phàm phu nữa, thuộc về cái bậc thánh nhân rồi. Thì đó là cái bảy cái đức tánh của một cái người có chi kiến, có cái trí tuệ. Nên là trong cái bài Đức Phật nói về thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, nội hòa, giới hòa và kiến hòa. Thì trong cái kiến hòa ấy, tức là chi kiến ấy, những cái người nào có chi kiến ấy, thì cái chi kiến ấy nó phải đạt đến cái sự cao nhất, đó là cái chi kiến thuộc về bậc thánh, chi kiến thuộc về siêu thế. Cái chi kiến ấy nó được thành tựu thì nó mới có cái sự hòa hợp tuyệt đối, không có cái sự mâu thuẫn nữa. Thì cái chi kiến thứ nhất ở trong cái kiến hòa ấy, đó là giác ngộ được các sự thật, tức là nắng được năm triền cái, nhờ nắng năm triền cái mà đi đến giác ngộ các sự thật. Cái chi kiến thứ hai đó là biết được mình đã đoạn trừ những phiền não gì. Đấy là cái tuệ phản kháng của một cái người giác ngộ, vì ấy tự có cái tuệ phản kháng, biết là những phiền não gì đã được tịch gì. Tức là cái chi kiến này đã đi đến cái sự đoạn trừ phiền não một cách tuyệt đối, mà những phiền não ấy không bao giờ nó sinh trở lại nữa. Còn cái chi kiến mà nó chỉ tạm thời nắng các phiền não rồi nó sinh trở lại thì nó chưa thành tựu rốt ráo. Còn nó thành tựu thật sự thì nó không sinh trở lại ở trong tương lai nữa. Rồi cái chi kiến vị ấy biết được cái chánh pháp và tà pháp, biết được cái pháp nào đi đến giác ngộ và cái pháp nào không đi đến giác ngộ được. Rồi cái chi kiến thứ tư đó là vị ấy không bao giờ che giấu tội lỗi của mình, hay là vị ấy có phạm lỗi thì vị ấy sám hối và ngăn ngừa từ bỏ, không bao giờ phạm nó trong tương lai. Chi kiến nữa đó là vị ấy sẽ không tận tâm làm những cái công việc để phục vụ người khác, nhưng trong tâm vị ấy không vướng bận, mà cái quan trọng nhất của cái vị ấy chỉ là giới định tuệ. Vị ấy luôn luôn chỉ hướng đến viên mãn giới định tuệ cho bản thân mình. Một cái chi kiến thứ sáu đó là cái chi kiến về cái sự học pháp, về cái sự lắng tai nghe pháp, là không bao giờ thỏa mãn. Và cái chi kiến cuối cùng của cái vị ấy đó là chi kiến về pháp
về cái pháp tín thọ và nghĩa tín thọ, tức là chi kiến về cái nhân quả, về cái lý duyên khởi, là nó luôn luôn an trú, vị ấy luôn luôn quan sát tất cả các pháp trên cái lý duyên khởi, trên cái tính nhân quả của nó, chứ không bao giờ vị ấy chỉ có cái chi kiến là thấy nhân mà không thấy quả, hay thấy quả mà không thấy nhân, như một cái người phàm thì một là chỉ thấy nhân mà không thấy quả, hoặc là chỉ thấy quả mà không thấy nhân, cho nên là nó mới sinh ra những cái tà kiến, những cái mâu thuẫn, suy luận mông lung là cái quả này biết từ đâu mà ra, cái nhân này nó sẽ dẫn đi đến đâu không biết. Còn cái vị ấy thì biết rõ được cả nhân với quả, cho nên nó đấy là cái pháp mà nó thành tựu chi kiến, thì đó là cái pháp tối thượng nhất, cao thượng nhất, thâu nhiếp tất cả những cái pháp, đưa đến cái sự hòa hợp không có tranh luận.